sắp tới Noel rồi. Hôm nay 20 rồi. Chơi Noel từ giờ tới 24 là vừa. Mọi người thấy em làm tiên cá sướng không ạ? À? Dạ. Bởi vì khả năng nhìn thấy trước tương lai á, nên em chuẩn bị trước á. Em nhìn gì em cũng nhìn từ 5-10 năm trở lên. Dạ. Hồi xưa em cũng tính làm tỷ phú công nghệ ở Việt Nam á. Nhưng mà em thấy làm tỷ phú công nghệ mốt em không thoát được bệnh tật, nên em nhường cái cục nợ đó cho những ai muốn làm. Em trở thành tiên cá giải cứu thiên nhiên động vật. Nhưng dính vô cục nợ này thì cũng không thoát được cục nợ kia. Sau khi em làm tiên cá giải cứu thiên nhiên động vật á, thì để thôi sẵn em ngồi nói chuyện chia sẻ luôn, ăn bánh kem đồ các kiểu. Uầy, mấy này nó hư quá à. Thiếu giáo dục hả con? Được dạy dỗ kỹ cho ăn ngon sung sướng, đi chơi có giờ có giấc, tối còn tối nay cho thức đêm chơi Noel. Bởi vì định đi ngủ mà nghe một chị tâm sự ngủ không nổi. Chị nói dạ. Chị nói chị sắp bị đòi nợ. Mà câu chuyện á là từ lúc em đi phóng sanh, em giúp mà đỡ mọi người, thì em cũng biết nhiều câu chuyện của mọi người. Còn có con nào mất dạy hơn con này không? Sao mày mất dạy vậy con? Leave it alone. Leave it alone. Đứa nào mà đụng vô tác giả tét mỏ. Cho nó ăn uống đầy đủ mà, ăn đồ. Oh my goodness. What the heck? Tại sao vậy con? Gia đình có giáo dục mà con, sao đâu có để cho con mất dạy đâu. Mày đi ra đường mày ăn tả em bé và mày liếm vô cái bánh hả? Thôi để em ăn trước. Em vừa em cầm lên em ăn luôn chứ để nó hốt. Dạ, Noel quá đẹp. Dạ. Hồi bữa nay là trăng rằm luôn á. Đẹp, cực đẹp. Trăng rằm luôn rồi con ơi. Trăng rằm mà ăn Noel nữa. Còn gì bằng. Thằng lái cá nó đi ngủ rồi. Thằng nhóc đó nó ngủ sớm lắm. Giờ có phá tổ để kêu nó dậy, nó cũng không thèm dậy. Nó ngủ ngoài người ta bắt nó nên ngủ đây. Trước mặt là cái rừng mà. Nó muốn vô rừng là nó vô gì đâu. Nó tự do mà, nó đâu có bắt nhốt nó đâu. Thôi để quên quay lại cái câu chuyện là cái chị này chị khổ nha. Chồng chị mất vì Covid-19. Thì chị muốn phóng sanh cho chồng. Thì thời gian qua phóng sanh thì cũng có nói chuyện, thấy là khổ, là không có điều kiện luôn á. Mắc nợ luôn á, mắc vừa mắc nợ ngân hàng mà vừa mắc nợ tiền hàng lộng này kia. Mà nợ đó là do anh chồng, ảnh lúc sống ảnh làm ăn. Dạ. Khi sống thì ảnh không có nghĩ tới tương lai hậu vận, không có nhìn xa, là bị nghĩ là cứ sống qua ngày rồi mình cứ lo làm ăn kiếm tiền thôi, không có nghĩ tới sức khỏe, lúc bệnh rồi cái qua đời. Bao nhiêu hoài bão, ước mơ, rồi vợ con để lại, rồi thêm nợ nần nữa. Nhà giờ bán cũng không được giá người ta trả rẻ. Khổ không? Thì em tính làm video này, em chia sẻ mọi người coi ủng hộ được thì ủng hộ là... anh chồng lúc trước khi bệnh Covid á, thì có hợp tác với hai cái người bạn ở bên Trung Quốc, lấy mấy cái bộ máy mà khử
tìm virus COVID-19 mà chỉ cần thử bằng nước bọt thôi đó, mấy cái máy đó đó. Bây giờ bán cũng được nhưng mà người ta trả rẻ quá. Thì sắp trả nợ 400 mấy chục triệu cho bên Trung Quốc. Mà giờ đó nợ đó là của anh chồng chứ không phải của chị. Thì theo mọi người, chỉ nên trả tiền hay là xù? Dạ, mình thẳng thắn vậy luôn đi. Xù hay là trả đây? Dạ mà bởi vì chị cũng đang khổ, còn đang mắc nợ ngân hàng do anh chồng ảnh làm ăn, ảnh nợ nần quá, mượn này chỗ kia đó. À, thế cuộc sống đó đó đó. Honey, leave it alone. Bảo vệ cái đồ ăn cho tôi, bánh kem cho tôi. Leave it alone, bảo vệ chứ không phải con ăn. Hơi quá à. Ai, leave it alone. Thôi anh cho liếm cái dĩa nha. Còn con này nó nịnh em mà nó nịnh hết cỡ luôn. Chó mà nó làm như mèo vậy đó. Nó nằm nó trường, nó lết lên chân của em. Đó, nó trường, nó lết lên chân của em như vậy. Ôi, em thì cũng đang tìm cách để suy nghĩ coi có thể giúp được gì không. Nhưng mà em thấy em thua. Em bây giờ là không có làm gì được. Ngoài giải cứu thiên nhiên động vật, có làm website phần mềm, có công ty này kia quản lý khách hàng cùng 30 mấy người. Chỉ vậy thôi á, chả có làm được. Làm xong á, đâu có làm gì nữa. Tại em làm cái gì là nó xong là xong luôn, chứ không có kéo dài điểm ăn tiền của khách. Giờ ai mà có nhu cầu mua mấy cái đồ mà khử tìm virus COVID-19 đồ, máy móc đồ đầy đủ thì liên hệ nha. Có gì em giới thiệu chị đó cho làm việc. Dạ, giúp người ta vậy thôi, chứ mình cũng biết, mình chia sẻ lên mạng, ai thương thì người ta biết, nhu cầu thì ủng hộ. Chứ em làm tiên cá, quý vị biết, em mới đi bơi 10 cây số về á, xong em đăng mấy cái clip lên. Sáng thì em đi phóng sanh, rồi em cho thú ăn, rồi em đi bơi lội tập luyện sức khỏe với, rồi cho đáy cá nó lấy lại bản năng tự nhiên trong môi trường hoang dã. Rồi sống thì cũng không có bon chen tiền bạc vật chất gì, có ba má nuôi. Dạ, em là một con ký sinh gia đình đây, ký sinh trùng gia đình. Rồi tiền em tự kiếm, cũng lai rai. Kiếm được thì dùng cho việc giải cứu thiên nhiên động vật, không có dư. Em làm việc bởi vì không có tạo nghiệp bất thiện với thiên nhiên động vật nên em không có dư. Chứ em mà chịu khó tạo nghiệp ha, mua đất phân lô bán nền ha, hay ăn cắp công nghệ ha của những công ty khác nha. Tại bây giờ em đã là chùm công nghệ thiết kế website phần mềm quảng cáo rồi, luôn cả phần hệ thống mà. Nên em mà muốn làm chuyện ác nó dữ lắm, ác ghê lắm, nhưng mà em không làm được. Bởi vì nhân quả ghê lắm, nhân quả nó mới đáng sợ. Em có được tình yêu của thiên nhiên động vật là đủ rồi. Thì mọi người coi ai giúp được chị đó thì giúp nha. Ủng hộ mua mấy cái máy móc để phát hiện COVID-19. Chỉ chia sẻ vậy thôi. Bây giờ cho mọi người nghe cái đoạn ghi âm chị đó nhắn cho em mà em cũng phiền não một chút. Rồi trong khi em ăn bánh thì mọi người nghe nha. Mà giãn cách chồng chị chưa bệnh thì ổng với hai ông Trung Quốc có hợp tác là nhập một số mấy chục bộ mấy cái máy tạo oxy, súng khử khuẩn với lại mấy cái test COVID mà test bằng nước bọt á. Rồi bây giờ tới ngày trả nợ rồi 400 mấy triệu. Mà hai ông kia có vẻ là không muốn bỏ tiền ra. Tại vì tiền này á, là chị nhờ bạn chị mượn giùm bên Trung Quốc. Thì 27 này là tới ngày phải thanh toán.
mà một ông nói không có tiền, một ông thì chỉ phụ trách mua hàng thôi, nếu mà có lợi nhuận thì chia ba, mà bây giờ tình trạng như vậy lỗ là chắc rồi đó, cho nên bây giờ không ai đứng ra hết. Hồi sáng chị mới đi kiếm cái ông đó để mà tính tiền cái vụ này nè, tại vì súng thì chị giữ, còn mấy cái máy oxy thì mỗi người đang giữ một nửa, cái bán là bây giờ cũng đang kiếm người mua, nhưng mà lỗ là biết lỗ rồi đó, nhưng mà không biết lỗ bao nhiêu tiền. Vấn đề là tiền hàng mình còn giữ thì mình vẫn phải trả trước, Không bán mày hay à, không là tính sau. thì Mà bây giờ ổng nói ổng không có tiền, rồi ổng không có ưu biết tiên những cái khoản trước này. Trời ơi, một câu không có biết rồi bây giờ bắt một người phụ nữ như chị vậy ôm, tiền đâu giờ mà mày có. hiểu câu chuyện này à, đúng không? Nó đơn giản Đàn vậy ông thôi làm ăn bốn mấy năm chục tuổi rồi mà nói mà chuyện như giỡn chơi vậy á nhưng trời. mà dịch bệnh đến Mà nhà thì chưa bán được, tại vì người ta trả thì giá mày thấp nói quá trước chưa đi có để bán tao được, xen vào với thì mày. nợ ngân hàng thì vẫn phải trả Giờ lãi bình mày thường. đang trằn trọc rồi nợ nần cho người còn sống, Giờ kiếm được người thu mua những cái thì máy đó thì có chứ bởi vì không nó phải có sức không, nhưng mà khỏe người ta thu rất là rẻ, là sướng nhất. rẻ bèo luôn á. Em thì em miễn nhiễm với Covid-19, dạ em không thể bệnh được. Chắc em là người không cần tiêm vaccine đầu tiên ở Việt Nam và trên thế giới luôn á. Cơ thể của em không bệnh tật suốt 27 năm qua rồi. Em mang trong người một nội tạng tiến hóa hơn người bình thường. Em đã dạy cho em 8 năm để nhận ra điều đó. Em hy sinh danh vọng, tiền tài, cơ hội thăng tiến trong tương lai, tất cả mọi thứ chỉ để ở trong rừng sống với mấy con thú bảo tồn đó, để rái cá không tuyệt chủng thì thần mới không phán xét nhân loại, đại hồng thủy mới không diễn ra. À, giờ này muốn biến rái cá làm thú cưng, cứ bắt hại nó riết đi, quả báo nó ghê lắm. Con đó là nó giữ vai trò quan trọng cho rừng ngập mặn, mà rừng ngập mặn chiếm trữ lượng khí oxy lớn gấp 5 lần so với các khu rừng khác, là trường mầm non của mấy con cá, tất cả các loài cá đều ở trong rừng ngập mặn, cá biển á. Em mà quay xoay lưng ly vậy nè, nó quay lại một cái là tụi nó tiến tới nó hốt cái bánh liền. Giờ em lấy súng bắn đùng đứa nào nhúc nhích, nhúc nhích là bị giết. Đó là trò chơi con mực. Rồi tạm biệt mọi người. Mà giãn cách, chồng chị chưa bệnh thì ổng với hai ông Trung Quốc có hợp tác là nhập một số mấy chục bộ mấy cái máy tạo oxy, súng khử khuẩn với lại mấy cái test covid mà test bằng nước bọt đó. Rồi bây giờ tới ngày trả nợ rồi 400 mấy triệu, mà hai ông kia có vẻ là không muốn bỏ tiền ra, tại vì tiền này á, là chị nhờ bạn chị mượn giùm bên Trung Quốc, thì 27 này là tới ngày phải thanh toán. Mà một ông nói không có tiền, một ông á, thì chỉ phụ trách mua hàng thôi, nếu mà có lợi nhuận á, thì chia ba, mà bây giờ tình trạng như vậy á, lỗ là chắc rồi đó, cho nên bây giờ không ai đứng ra hết. Hồi sáng á, chị mới đi kiếm cái ông đó để mà tính tiền cái vụ này nè, tại vì súng thì chị giữ, còn mấy cái máy oxy thì mỗi người đang giữ một nửa, cái bán là bây giờ cũng đang kiếm người mua, nhưng mà lỗ là biết lỗ rồi đó, nhưng mà không biết lỗ bao nhiêu tiền. Vấn đề là tiền hàng mình còn giữ thì mình vẫn phải trả trước, bán hay không là tính sau. Mà bây giờ ổng nói ổng không có tiền, rồi ổng không có biết những cái khoản này. Trời ơi, một câu không có biết rồi bây giờ bắt một người phụ nữ như chị vậy ôm, tiền đâu mà có. Đàn ông làm ăn bốn mấy năm chục tuổi rồi mà nói chuyện như giỡn chơi vậy á trời. Mà nhà thì chưa bán được, tại vì người ta trả giá thấp quá chưa có bán được, thì nợ ngân hàng thì vẫn phải trả lãi bình thường. Bây giờ kiếm được người thu mua những cái máy đó thì có chứ không phải không, nhưng mà người ta thu rất là rẻ, rẻ bèo luôn á.